hai người Hà Nội nghi nhiễm virus corona. Nữ sinh LPT, 20 tuổi, ngụ ở Hà Đông, Hà Nội, vào viện tối ngày 22 tháng 1 do nghi ngờ mắc bệnh. T là du học sinh vừa trở về từ Vũ Hán, nơi bùng phát dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới. Sáng nay ngày 23 tháng 1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến kiểm tra công tác chống dịch viêm phổi cấp mới tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội. Theo báo cáo của bệnh viện, đang có hai bệnh nhân được cách ly vì nghi ngờ mắc bệnh. Một trong hai người là LBT, 20 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội. T là sinh viên du học tại Vũ Hán và vừa trở về Hà Nội 8 ngày. T sống trong vùng được chính phủ Trung Quốc thông báo là an toàn, nhưng 4 ngày trước bắt đầu sốt không rõ nguyên nhân, đau rát họng, ho khan, kiểm tra cúm A, B và sốt xuất huyết đều âm tính. Hiện T được cách ly và đang đợi kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Bệnh nhân thứ hai là nam, 55 tuổi, làm nghề buôn bán tại chợ cửa khẩu Việt Nam, Trung Quốc. Hiện bệnh nhân sốt cao liên tục 5 ngày nay chưa rõ nguyên nhân, chưa loại trừ coronavirus. Phát biểu tại cuộc làm việc với Bộ Y tế và Bệnh viện, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng nguy cơ lây lan từ Trung Quốc là cao do giao lưu giao thương, đi lại trong dịp Tết tăng cao. Tôi đã kiểm tra trang thiết bị, thấy anh em đã sẵn sàng nhưng vẫn phải nâng cao hơn, chuẩn bị sẵn sàng hệ thống cơ sở chống dịch, ông Đam yêu cầu. Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Y tế, tính đến 23 tháng 1, thì Trung Quốc đã ghi nhận 541 trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do virus corona, 17 người đã tử vong. Các trường hợp mắc bệnh ghi nhận tại 13 tỉnh thành của Trung Quốc. Ngoài ra, thì Thái Lan đã ghi nhận 4 ca bệnh, Hàn Quốc có 1, Nhật Bản 1, Hoa Kỳ 1, Macau và Hồng Kông mỗi nơi có 1 bệnh nhân. Tại Việt Nam có 5 ca bệnh nghi ngờ bao gồm 2 ca bệnh nhân kể trên. 3 người vào viện trước đó đã được điều tra loại trừ mắc bệnh và đã trở về Trung Quốc. Để phòng tránh bệnh thì Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo các biện pháp dự phòng cá nhân, tránh tiếp xúc với người đang bị viêm phổi cấp, viêm đường hô hấp cấp, thường xuyên rửa tay sạch trong trường hợp bắt buộc tiếp xúc với người có ho, hắt hơi nên đứng, ngồi song song thay vì đối diện và khoảng cách tối thiểu là 2 mét. 6 điều cần biết về virus corona, chủng virus mới gây bệnh viêm phổi cấp. Coronavirus gây bệnh viêm phổi từ Vũ Hán, Trung Quốc đã lan sang Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và mới nhất là Đài Loan, khiến cho nhiều nước tăng cường cảnh giác, nhất là trong dịp Tết du khách đi lại nhiều. Virus này là gì? Phòng ngừa ra sao? Chủng virus corona, nguyên nhân gây ra bệnh viêm phổi lạ tại Vũ Hán, Trung Quốc, là một chủng mới phát hiện, bởi thế còn nhiều điều chưa biết về nó. Tuy nhiên, theo đài CNN, vì chủng virus mới này là anh em họ với virus gây đại dịch SARS và MERS, nên có những cơ sở khoa học tới nay người ta đã nắm bắt được. Nhà khoa học Leo Bull, người đầu tiên giải mã virus corona, cho rằng chủng virus mới chắc chắn đã phát sinh từ động vật rồi lây sang con người. Những gì chúng tôi biết là nó lây bệnh viêm phổi và sau đó không có phản ứng với điều trị kháng sinh, tức là điều trị bằng kháng sinh không có tác dụng. Điều này không ngạc nhiên, song về phương diện tử vong thì bệnh SARS cướp đi sinh mạng của 10% số người mắc bệnh. Ông Bull, chuyên gia virus học tại trường y khoa cộng đồng Đại học Hồng Kông nói, Tổ chức Y tế Thế giới đã phát chỉ dẫn tới các nước về cách chuẩn bị phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh viêm phổi lạ, trong đó có cả phương án theo dõi người bệnh và điều trị bệnh nhân. Dưới đây là những điều bạn cần biết về virus corona. Virus corona là gì? Theo Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh thì virus corona là một họ lớn gồm nhiều chủng virus khác nhau, phổ biến trong động vật. Trong một số trường hợp hiếm hoi thì chúng có thể lây nhiễm từ vật sang người. Các triệu chứng khi nhiễm virus corona. Các chủng virus này có khiến cho con người sinh bệnh, thường là các bệnh liên quan tới đường hô hấp trên mức từ nhẹ cho tới trung bình, tương tự như chứng cảm lạnh thông thường. Các triệu chứng biểu hiện của virus corona gồm chảy nước mũi, ho, đau họng, có thể đau đầu và sốt. Các triệu chứng này có thể kéo dài trong vài ngày. Với những người có hệ miễn dịch yếu thì người cao tuổi và trẻ em có khả năng virus corona còn gây ra các bệnh liên quan đường hô hấp dưới như là viêm phổi hay là viêm cuống phổi. Đã có một số chủng virus corona lây từ người sang người rất đáng sợ, đó là virus hội chứng hô hấp Trung Đông. Lần đầu tiên phát hiện tại Trung Đông năm 2012, virus này cũng gây ra các vấn đề về hô hấp, những triệu chứng nghiêm trọng hơn nhiều. Cứ 10 người nhiễm virus này là có từ 3 đến 4 người chết, theo dữ liệu của CDC Mỹ. Trong khi đó, thì virus gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp SARS là một chủng virus corona khác có thể gây ra những triệu chứng nghiêm trọng hơn. Chủng virus này được phát hiện lần đầu tiên tại Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Chủng virus gây bệnh SARS không chỉ gây ra những vấn đề về hô hấp mà còn có thể gây tiêu chảy, mệt mỏi, thở gấp, suy hô hấp, suy thận. Tùy theo tuổi của người bệnh, tỷ lệ tử vong vì SARS rơi vào khoảng từ 0 đến 50% số ca nhiễm bệnh. Những người càng lớn tuổi thì nguy cơ càng cao.
Cách thức lây lan thì các chủng virus corona có thể lây nhiễm qua tiếp xúc giữa người và vật. Các nhà khoa học cho rằng dịch MERS khởi đầu từ loài lạc đà, trong khi đó các nhà khoa học nghi kỵ hơn là loài vật làm cho dịch SARS bùng nổ. Ở người thì virus lây từ người sang người kia thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh. Tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus, việc ho, hắt hơi hay là bắt tay có thể khiến cho người xung quanh bị phơi nhiễm. Virus này cũng có thể bị lây lan từ việc ai đó chạm tay vào một vật mà người bệnh chạm vào, sau đó đưa lên miệng, mũi, mắt. Những người chăm sóc bệnh nhân đôi khi cũng bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh. Theo như CDC của Mỹ cho biết, điều trị virus corona thế nào? Chưa có cách điều trị cụ thể. Trong hầu hết các trường hợp thì triệu chứng bệnh sẽ tự hết. Các bác sĩ có thể làm giảm nhẹ các triệu chứng này bằng cách kê thuốc giảm đau hay là giảm sốt. Theo CDC thì việc ở phòng có độ ẩm phù hợp hoặc là tắm nước nóng cũng sẽ giúp giảm đau họng và ho. Người bệnh nên uống nhiều nước, chất lỏng, nghỉ ngơi và ngủ càng nhiều càng tốt. Trong trường hợp các triệu chứng không có thuyên giảm mà thậm chí có dấu hiệu nặng hơn thì cần tới bác sĩ ngay. Phòng bệnh do virus corona gây ra. Hiện chưa có vaccine phòng ngừa virus corona. Các thử nghiệm vaccine phòng chủng virus gây bệnh MERS vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, bạn có thể giảm nguy cơ nhiễm bệnh bằng cách tránh tiếp xúc với người bệnh, nên cố gắng tránh đưa tay chạm lên mắt, mũi, miệng. Rửa tay thường xuyên bằng xà bông và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu bạn là người bệnh, hãy ở nhà và tránh xa đám đông, tránh tiếp xúc với người khác. Che miệng và mũi khi ho hay hắt hơi, khử trùng các vật dụng và bề mặt đồ dùng mà bạn chạm vào để tránh lây bệnh cho người khác. Virus corona và thai phụ. Với những người mang thai thì các chủng virus corona có thể gây ra hậu quả nguy hiểm hơn. Có những trường hợp thai phụ bị MERS đã chết lưu thai trong kết quả một nghiên cứu năm 2014.